chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại đến kênh của mình. Như hôm qua vào tối thứ bảy đấy, mình đã nói là tối thứ bảy hàng tuần mình sẽ có bọn em vừa tặng iPhone 6s hoặc là bọn tặng thẻ nạp cho tất cả những bạn nào mà học sinh, những anh em công nhân tạo ra một sân chơi vui vẻ cho anh em. Hôm qua mình có chương trình là tặng con iPhone 6s 32GB quốc tế. Còn đấy hôm qua mình mua 1,2 triệu, mình quyết định mình không bán, mình sẽ tặng cho bạn nào có duyên, có may mắn. Những lần trước em cũng đã làm Evan tặng cho anh em iPhone 5C này, iPhone 5 thường, iPhone 6, iPhone 6S đấy. Thì có rất nhiều người được nhận được rồi. Nhưng các bạn phải hiểu là trăm người bán, vạn người mua, kênh của mình rất nhiều người theo dõi, có hàng nghìn người theo dõi. Thì cái may mắn thì chỉ đến, có nghĩa là chỉ đến một hai người nào đó thôi. Đấy, chứ không thể là các bạn nghĩ là nhận được hết được. Mà nhiều bạn bảo mình tặng cho thì thật sự là tặng như thế thì đúng là mình không có chịu được, vì mình không phải là có điều kiện gì cả. Mình gọi là chỉ là một ông thợ sửa điện thoại bình thường thôi. Nhưng mà mình muốn tạo điều kiện một sân chơi giúp đỡ người nghèo khó. Có nghĩa là không phải giúp đỡ về gì cả. Mình không cho ai cái gì cả được. Thì trong cuộc đời này thì nói chung là chẳng ai cho ai gì cả. Đấy, có nghĩa là mình chỉ giúp đỡ một phần nào đó thôi. Ví dụ máy móc của bạn hỏng có thể gửi đến cho mình sửa. Cái nào mình đa số là hộ thôi. Còn là những cái nào ví dụ có thay màn hình, mình chỉ lấy tiền màn hình thôi, mình hộ các bạn thôi, chứ mình không có lợi lộc gì cả. Các bạn phải nhớ như thế. Đấy, như thật sự là hôm qua mình đã làm chương trình tặng ấy, thì sáng nay mình đọc lại bình luận cho mình sẽ trao ai may mắn, mình sẽ trao phần thưởng cho các bạn ấy. Thế nhưng mà cái bình luận thì thật sự là mình không biết đọc cái gì. Xem lại thì nó không có cái đấy. Thì hôm nay mình quyết định mình làm lại cái phần này tặng cho các bạn nào bình luận ba số cuối email con 6S bình luận trúng, mình sẽ viết tặng con 6S cho các bạn. Bao bình luận mà mỗi người thể lệ chơi đấy là mỗi người được bình luận 10 lần. Các bạn hiểu chưa? Mỗi người bình luận 10 lần thôi nhá, không quá 10 lần. Nếu mà quá 10 lần thì mình sẽ không chấp nhận kết quả. Đấy, anh em nào có nhu cầu sửa chữa máy, mua máy điện thoại cũ cứ liên hệ với em. Các bạn phải hiểu là bây giờ trong tin nhắn của em thì ít nhất được tầm 100 người, 200 người. Nên tin em thì nhiều người quá, nhiều khi em trả lời lo hết mất. Làm việc một ngày bình thường nhìn máy điện thoại nhiều hoa mắt, trong về đọc tin nhắn trả lời một loạt xong bắt đầu phải giờ giấc em mới trả lời được. Vì những tầm 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ đấy thì lúc đấy em bận đang làm, vì em còn làm việc chứ cậu đâu phải ngồi trả lời tin mắt cho các bạn thì mất thời gian. Đấy, để làm việc trực tiếp các bạn hãy gọi cho em có 2 số chính ấy, 26 và 36. Đấy, thì nếu mà để trả lời tin nhắn được tầm 12 giờ trưa và tầm tối thì em mới có thời gian trả lời tin nhắn các bác được. Thì các bác không nên trách em, các bác phải hiểu giúp em ấy là em nhiều khi bận lắm. Nhá, bây giờ em xấu ít máy cho các bạn nhé. Đây, vừa nãy em quay cái quá trình bóc hộp con này thì nó lại camera em quên chưa bấm quay. Em chết dở chứ. Đấy, hôm nay ngày nào cũng có 2-3 đơn của anh em gửi xa gửi đến mình. Nhiều anh em gửi máy bypass ấy, mình bypass mình miễn phí cho. Nhiều anh em gửi máy ví dụ thay pin, thay màn hình thì pin mình lấy ra gốc thôi. Em khẳng định luôn, pin biết cái màn hình với lại tất cả gì về điện thoại thì em bao rẻ nhất đất nước này. Các bác em khẳng định bao rẻ nhất luôn. Thì các bác hiểu là toàn thay hộ thôi. Đây, em vừa nhận được cái con Neo 7 đây. Có mấy con máy này đây thì thật sự là em chưa sửa về iPhone. Những con này thì thật sự em rất lười làm, các bạn hiểu chưa? Nhưng Neo 7 này em không biết bác gửi ra sửa cái gì đây thì bác nào là bác Tùng gì nhỉ? À, bác cái Tùng này. Bác đây ở Cái Răng Cần Thơ nhá. Đây, bác nào bác này liên hệ lại với em nhá. Em xem sửa lại cái gì. Ok. Đây, em vừa bóc bưu ra nên biết có gì cái trong con này con gì đây. Kênh của em tạo ra để giúp đỡ mọi người thôi, chứ không có mục đích trục lợi gì cả. Một buổi livestream tặng thẻ em mất 400-500 nghìn đấy. Cái kênh của em bây giờ cũng mới chỉ có mấy người đăng ký thôi, nhưng mà vẫn chưa lợi lộc được gì từ YouTube đâu anh em ạ. Nó không có lợi lộc gì đâu. Thế nên là các bác mình nghĩ em mà câu like câu view thì máy miếc em mất máy thật, em tặng máy thật đấy, các bác hiểu chưa? Tặng máy thật, tặng thẻ thật. Nên là hôm qua nhá, có rất nhiều anh em là
trung thành có nghĩa là fan của em ấy, em tặng riêng thẻ luôn nhá. Qua em tặng riêng thì em chụp thẻ điện thoại đấy, chụp riêng luôn, tặng luôn riêng chứ không có là cho anh em làm ngoài đâu. Nhưng qua mình tặng, mình em cao trực tiếp cho anh em làm trực tiếp đấy, anh em làm nhau nhanh tay và may mắn thì được. Nhưng mà đây em mà tặng riêng luôn, anh em nào mà fan của em ấy thì em tặng riêng luôn, anh em không phải nghĩ. Hôm qua mình có mua được con 6S đây, đây anh em này. Đây con này xinh đét luôn. Con 6S này hôm qua mình mua là bao nhiêu nhỉ? Có triệu 2 triệu 8 như đấy. À triệu rưỡi, hôm qua em mua triệu rưỡi này. Chế một nút này triệu rưỡi nhưng mà nó cảm ứng cái màn này này vì hơi kém này. Em một nút này, phổ đẹp này, máy gì này, cái màn này như cảm ứng hơi kém này, mới mua triệu rưỡi thôi. Nhưng mà ví dụ vị chi đấy, bây giờ em mà mua cái màn khác nó vào tầm 600 là tổng vị chi em đầu tư con này 2.1 triệu nhá. Cái màn hình này, màn hình này chắc kém rồi này, 2.1 triệu thì em có thể bán 2.2 triệu. Bác nào có yêu cầu nhu cầu này mua con số F Blue này 2.2 triệu thì inbox em, men em cam kết zin pin trên này. Thêm con này màn hơi đơ đây này, em sẽ có pin này còn 30% nhé. Thì chưa, đã bây giờ em chưa biết con này được 30% pin đâu. Con này màn vẫn vuốt được nhưng hơi thỉnh thoảng đơ đơ này. Pin này bảo trì này, nó báo bảo trì này, ở đây còn được 79%. Pin này nếu mà để bao nhiêu này em bán 2.2 triệu. Nếu mà anh em nào muốn thay pin mới thì em lấy thêm 100.000 của pin nữa, anh em hiểu chưa? Có pin mới này bằng 15 luôn, thêm 100.000 nữa thôi là 2.3 triệu. Anh em nào mà có nhu cầu mua con 6S Plus này thì hú em. Nhưng hôm nay hôm qua em mua này 1.5 triệu anh em ạ. Đúng 1.5 triệu đấy. Đầu tư đúng là 1.5 triệu đấy. Xong rồi bây giờ này, màn hình thì thỉnh thoảng nó đơ đơ thôi. Nếu mà thay màn hình mới xịn zin nguyên bản bóc máy thì em thì thêm được 600.000 nữa. 600.000 mới lại có pin nữa. Tầm 2.2 triệu đầu tư con này em bán 2.3 triệu nhá, em lãi 100.000 thôi. Thì đấy, đây là em làm thật việc thật chứ em không phải là bán ảo. Đấy. Không biết cái anh ở Cần Thơ anh gửi con sóng là bị làm sao đây. Hôm trước anh bảo tháo bay hết mấy con tụ trở đây xem cứu không nhá. Mình trích tiền mình kiểm nguồn thử xem chập cái gì đã. Anh em nào có nhu cầu mua máy của em thì cứ liên hệ nhé. Con này như là bị hao nguồn rồi này. Chập cái gì đó đây. Ui giời ơi, bị phá mên rồi. Cái này thế này mới bảo là anh em nào mà cứ sửa máy thì nên sửa chỗ uy tín cho người quen thôi, chứ sửa máy nhiều chỗ này rũi hết cái xe đèn như thế này thì đúng là ví dụ em sửa lên thì em cái chân cái xe đèn này nó tụt lõi rồi thì đúng là em bó tay thôi đấy. Còn đâu anh Tùng mà theo dõi được cái video của em đấy mà sửa con leo bảy đây thì hỏi em xong leo bảy làm gì, sửa gì. Đây hôm qua em mua con leo bảy đây này, hôm nay em mua có 200.000 dùng bình thường, hai sim hai sóng. Máy ảnh thì thế nào? Sẽ kết quả đây, máy ảnh nét này, cam trước này, cam sau ok này, thấy không? Tất cả vẫn ok, em mua 200.000 em bán 300.000. Em nhà vấn đề, em để em tủ hút bán 500.000 nhá. Nhưng em chỉ bán cho anh em 300.000 thôi, em chỉ lãi 100.000 thôi. Cho anh em trên kênh của em nó vui vẻ. Tất cả đều ok hết. Đây, một con xếp Blue này anh em nào chốt thì inbox em nhá. Nhà nhiều khi anh em thông cảm là em nhiều người nhân tin quá. Nếu mà bác nào muốn em trả lời tin nhắn nhá, em có một cái mẹo này, các bác nhắn tin nhiều cho em thì khi mà các bác nhắn tin nhiều cho em thì tin nhắn trước sẽ đẩy tin nhắn sau, thì cứ như nó bao giờ tin nhắn có các bác lên đầu. Nếu em nhiều quá, bây giờ nhất tầm em còn hơn 100 người nữa em chưa trả lời tin nhắn được, thì anh chị em cộng đồng thông cảm giúp em, nên phải thật sự thông cảm giúp em. Trừ khi mang em thư ký riêng hoặc là nhân viên riêng thì người đọc tin nhắn cho, như bây giờ anh em phải thông cảm với em. Nhiều anh em bức xúc quá chửi một này, mày có bán đâu không, xong rồi kêu. Thật sự anh em thông cảm giúp em, khi nào anh em trong tình trạng này anh em mới hiểu được cái hoàn cảnh của em được. Anh em phải hiểu giúp em nhé, chứ không thì được trách em thế thôi. Còn cái vấn đề đấy là anh em nào ấy cần mua men xác ấy, ví dụ anh em có iPhone 6, iPhone 7 gì đều bị chết ấy thì liên hệ đi em nhé. Men xác em nhiều lắm nên riêng bên Bybat em chỉ bán giá nhờ em nhập thôi nhá. Ví dụ như cái bên 6 này anh em này, đây em giới thiệu qua đây, một bên 6 Blue. Anh em nào có một con máy Blue bị hỏng không sửa được ấy, anh em mua của em những cái bên này này, em mua 150 thôi. 6 Blue là cái nào nhá, em mua 150 thôi, nhưng tôi bán cho các anh em 150.
Ví dụ bên 6 này zin đi nhá. Bên 6 này cực kỳ zin luôn này. Đấy. Em mua 100 nghìn. Em để cho anh em 100 nghìn. Anh em hiểu chưa? Em sẽ đi ship cho các anh em. Em bất công ship, em không được cái gì cả. Anh em phải lưu ý là em không được lợi lộc gì đâu nhá. Anh em nào đã nhận được mail của em, mua được máy của em, nhận được phần thưởng của em là sẽ hiểu em nào thôi. Hôm qua em tặng thẻ cho những ai, tặng thẻ riêng cho những ai, mất cả triệu đồng tiền tặng thẻ, anh em hiểu chưa? Mất cả triệu đồng tiền tặng thẻ đấy. Nhưng em không được lợi lộc gì đâu anh em nhá. Nhưng anh em học sinh theo dõi em ấy, học sinh cấp 2, cấp 3, lớp 9, lớp 10 đấy, theo dõi em, em tặng thẻ cho trực tiếp. Cụ thể những ai thì những người đó tự biết. Nhưng bạn nhí phần thì em tự biết, chứ không phải là em nói ảo. Em nói được em làm được, anh em hiểu chưa? Bên em còn hai rổ này nữa nhá, từ bên 6S này đến bên 6S nhá. Đây, cái bên này em đã đục A sẵn à, để em sang bên hồi xưa đây. Đây là bên 7 Blue đây. Đây bên 7 Blue đây, đều GDS nhá. Anh em là cần bên thì hú em. Hôm nay thì em ra video thế thôi. Em sẽ tiết kiệm máy.